Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thiên Long Vlog của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn đó một sản phẩm cũng rất là hot trên thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian mà nói chung cũng rất là lâu chứ không phải mà mới đây. Nhưng thực ra mình sẽ quay cái video này và nói cận cảnh, nói rõ hơn về cái dòng sản phẩm này. Đó. Thì những anh em chơi xe thường đều biết là xe mà nhập về Việt Nam á là điều bắt buộc giới hạn tua máy, vì do số lượng xe lưu thông ở trên đường tại Việt Nam thì cũng rất là đông đó, nên bắt buộc nhà phân phối là khi nhập xe về Việt Nam thì bắt buộc phải hãm tua máy lại so với những cái dòng xe ở các nước lân cận như là Indo hay là Malaysia này nọ. Thì ở bển thì theo mình biết thì cái dòng tua máy ở bển trên của IC nó sẽ cao hơn so với Việt Nam mình. Thì để khắc phục được cái tình trạng mà hãm tua máy như vậy thì những công ty mà đồ chơi xe mà nổi tiếng tại Việt Nam thì người ta đã cho ra đời những cái dòng IC tăng cái giới hạn tua máy, vòng tua lên đó. Thì bây giờ cái video này mình sẽ nói về cái dòng IC và Mobin dành cho những xe quay game và những dòng xe phổ thông. Thì quay game, chính hãng Honda hay là những xe dòng xe quay game Trung Quốc thì đều sử dụng chung hết nha các bạn. Ok, thì nhắc đến thương hiệu Cozy thì các bạn đều biết đó là cái thương hiệu này đã có tiếng trên thị trường Việt Nam cũng rất là lâu rồi ha. Đây. Đây trước mặt các bạn đó là IC Cozy và Mobin Cozy. Thì nhiều bạn thắc mắc thì thay cái IC này vô á là xe có chạy mạnh hay không. Đó. Ví dụ cái dòng tua máy xe bạn giới hạn ở 8.000, nhưng khi các bạn thay cái cục IC này vô thì cái dòng tua máy nó sẽ được mở ra và nó lên khoảng là 10.000. Đó, mình này thì mình nói ví dụ nha. Thì không có xe nào thì nó như xe nào. Những dòng mà Underborn như Exide hay Winner thì cái dòng tua máy nó hãm, dù hãm nhưng nó cũng ở cái điểm cũng rất là cao hơn so với dòng xe 110. Thì IC Cozy này á, là nó đưa mình đến là khắc phục được cái tình trạng hãm tua máy và nó mở vòng tua. Thì các bạn khi lắp vào thì như zin không phải cần phải câu điện hay gì hết, chứ các bạn chỉ cần giật cái cục IC zin các bạn ra và các bạn ghim cái này vào thôi. Còn bây giờ mình xin nói tiếp là cái dòng Mobin sườn Cozy. Thì cái dòng Mobin sườn Cozy là dòng Mobin sườn sang cơ. Thì nếu nhìn bề ngoài thì nó sẽ không khác gì so với cái những dòng Mobin sườn Cozy FE. Nó chỉ khác là nó sẽ có hai chân, còn sang cơ sẽ có một chân. Thì cái dòng Mobin này nó sẽ cho cái khả năng đánh lửa của xe nó mạnh hơn. Đó. Giúp tiêu thụ hết nhiên liệu khi mà xả xuống bồn đốt. Thì giá theo công ty đưa ra là cục Mobin sườn này là 220k và cục IC này là 250k. Nhưng mà khi các bạn xem qua cái video này, các bạn liên hệ và các bạn mua trực tiếp tại shop thì mình sẽ giảm giá cho các bạn. Thì đối với cục IC này bên mình sẽ bán ra là 180k và cục Mobin này là 170k. Thì hai cái này cộng lại là 350k. Nhưng các bạn mua một combo như vậy, đó gọi là đồng bộ đó các bạn. Các bạn mua đồng bộ như vậy thì mình sẽ giảm giá cho các bạn còn là 330k cho một bộ combo như vậy. Đó. Ai cũng nói là chiếc xe là con chiếc vợ hai của mình, thì nên là nếu các bạn yêu xe thì các bạn đừng bao giờ mà tiếc tiền với nó. Nhưng mà tiếc tiền thì phải tiếc cho chính đáng. Đó. Thì các bạn có thể tham khảo trên thị trường. Thì cái dòng này bên mình bán ra một combo như vậy cho các bạn mua combo đó là 330k. Tính ra một cục chỉ rơi vào khoảng 170.000 thôi. Nhưng cái chế độ bảo hành của Cozy là đến 6 tháng. Đó, trong 6 tháng sử dụng các bạn có thể là bị lỗi hay cái gì đó, các bạn có thể quay lại shop và mình đổi mới cho các bạn. Đối với những dòng này khi bảo hành là sẽ không có sửa, đổi mới không sửa,
các bạn nên nhớ nha. Đó, thì như cái đầu video mình đã nói tại sao là xe ở Việt Nam là lúc nào cũng bị hãm tour là như vậy. Rồi, ok. Thì cái video ngày hôm nay mình xin nói đến đó thôi. Nếu các bạn thấy video này hay và muốn đón xem những video mới của mình thì hãy nhấn đăng ký, nhấn like và cho mình một share. Còn những bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhanh chóng đăng ký và nhấn chuông để đón xem những video mới nhất từ mình. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Tạm biệt các bạn.